Lông mày phun xong tại Mai Sa có đẹp tự nhiên hay không? Có giúp khách hàng ưng ý hay không? Và bằng công nghệ gì? Thì các chị ơi, cùng vào theo dõi livestream với Mai Sa nha. Đây là lông mày của chị khách hàng vừa mới làm xong tức thì tại Mai Sa. Làm xong được một bên các chị. Bên này là Mai Sa làm xong và quay trực tiếp cho tất cả các chị em luôn. Để các chị biết được công nghệ phun mày chạm hạt xương bay tại Mai Sa vừa làm xong nó như thế nào. Còn một bên kia là Mai Sa vẫn đang trong quá trình làm luôn các chị ạ. Hiện tại bây giờ các chị em nào đang còn tự ti với cặp lông mày của mình, ví dụ còn quá thưa nè, quá ngắn nè, chân mày mình chưa có phun dáng đẹp nè, thì cứ tự tin đến với Mai Sa cho em nha. Một cặp chân mày như thế này, sử dụng công nghệ phun mày chạm hạt xương bay độc quyền tại nhà Mai Sa. Ngày hôm nay nếu như mà các chị đến với Mai Sa đi từ 3 người trở lên, hỗ trợ ưu đãi cho tất cả các chị em chỉ với giá 450.000 đồng cho một cặp chân mày như thế này. Rất là đẹp đúng không các chị? Thủy Bẹp đẹp quá, cảm ơn Thủy Bẹp nha. Chào Nguyễn Thu, chào Thỏ Tây, chào Nga Bùi. Các chị ơi, chị em nào mà thấy chân mày này đẹp cứ bình luận phía dưới là đẹp cho Mai Sa nha. Hiện tại bây giờ là Mai Sa đang quay trực tiếp chân mày của chị khách hàng này vừa mới phun xong tức thì các chị ạ. Cho nên là những chị em nào bây giờ các chị cảm thấy rằng phần lông mày của mình còn chưa đẹp thì cứ đến với Mai Sa giúp em nha. Chị ơi, hiện tại bây giờ là Mai Sa đang quay trực tiếp mình á chị. Dạ, giờ xin phép nhé. Xin phép là xin chị một vài phút thôi cho bạn ngưng tay một tí. Em phỏng vấn chị một vài câu hỏi được không ạ? Dạ, rồi các chị ở trong live stream này, các chị có muốn hỏi gì á, các chị bình luận phía bên dưới cho em nha. Em sẽ hỏi giùm cho tất cả các chị em luôn cảm xúc thật của chị khách hàng sau khi mà vừa mới trải nghiệm xong dịch vụ phun mày tại nhà Mai Sa. Mà chị ơi, hôm nay là chị đi bao nhiêu người đây? Dạ, có một và chị, có mình anh em ạ. Mình ơn thôi hả? Dạ. Trời ơi, hôm nay nếu mà đi 3 người á là được ưu đãi giảm 50% rồi. Cứ bình thường thoải mái ha. Đó, nhìn thẳng cho em thôi để các chị thấy được cho các chị đó. Không có nhìn thẳng bình thường thôi để cho các chị ở trong livestream này có thể nhìn được phun dáng ở chân mày của mình đó chị. Không cần nhìn em đâu. Rồi các chị ơi, ở trong livestream này thấy đẹp thì nhớ bắn tim thả like cho em. Hôm nay chị đi một mình là chân mày của chị là ưu đãi còn bao nhiêu ta? 20% đúng không? Tại vì bình thường Mai Sa là 1.800.000 đồng, ưu đãi cho các chị là còn 900, nhưng mà ngày hôm nay nếu mua đi một mình nha, giống với chị khách hàng này là còn 720.000 đồng. Tiếc quá chị, đi 3 người là được giảm 50% rồi. 720.000 đồng là các chị đã có thể sở hữu ngay một dáng chân mày đẹp như thế này các chị bằng công nghệ độc quyền tại nhà Mai Sa. Mà hỏi thiệt nè, hôm nay sao biết tới Mai Sa mà qua đây làm vậy chị? Dạ tại vì như là bên mấy chị của em rồi, các em rồi đó. Đi qua bên Malaysia là mình rất là đẹp nên là giới thiệu đi qua đây. Là người thân bạn bè ở nhà mình có làm rồi? Dạ có làm rồi. Cũng làm dịch vụ phun mày luôn hả? Dạ phun mày, phun môi rồi làm treo khung rồi đó chị, chỉ nám rồi đó. Dạ. Dạ. Nói chung là cũng làm rất là nhiều dịch vụ rồi. Dạ, nhưng mà trước khi đến Mai Sa đó, ý là chị thấy chân mày của chị như thế nào mà lại quyết định đến Mai Sa làm ta? Dạ, nói chung là chân mày của em thì nó cũng không có được đẹp mấy nên là em là rất là đẹp và ăn ý luôn chị, em rất thích luôn. Rồi Ngọc Muối nè, mi sắc nè đẹp. Rồi Huyền Linh nè, Ngọc Muối nè đẹp quá, cảm ơn Ngọc Muối nha. Các chị vào trong livestream này khen lông mày của chị rất là nhiều luôn. Cặp lông mày này là cho thấy được chất lượng thật sự tại nhà Mai Sa đúng không các chị? Đó, các chị nhìn giúp em nha, tại vì vốn dĩ á, giống nãy em vừa hỏi chị khách hàng á, thì phần phơm lông của chị khách hàng cũng tương đối đúng không ạ? Phần trời cho dễ là gì, phần đầu lông cũng khá là ok nè các chị ơi. Phần đầu lông cũng tương đối rồi nên Mai Sa chỉ đi phúc mơ thôi. Nhưng mà phần đuôi nè, tập trung nhiều hơn vào phần đuôi, tại vì phần đuôi dễ thứ nhất là thưa lông, thứ hai nó bị ngắn quá, nó chỉ có tới đây thôi nè. Ngắn quá và nó bị thưa lông cho nên Mai Sa sẽ tập trung vào vị trí đuôi nhiều hơn. Để làm sao có một cái dáng chân mày đẹp từ đầu đến đỉnh đến đuôi, không có bị thiếu vị trí nào, cũng không có dư vị trí nào. Đó, khi mà chân mày của các chị á, ví dụ có sẵn phông lông rồi nhưng mà các chị cũng không biết tém tỉa làm sao cho nó đẹp, nó ra dáng á, thì cũng có thể sử dụng ngay cho em dịch vụ phun mày tại nhà Mai Sa. Và các chị nhìn giúp em nè, chân mày tại nhà Mai Sa sau khi vừa phun xong như thế nào ạ? Rất là tự nhiên, đúng không các chị? Hoàn toàn là không có sưng nha các chị nha. Hoàn toàn là không sưng luôn các chị ơi. Chân mày rất là tự nhiên cho mình luôn. Nhưng nếu mà nói rằng cặp chân mày này vừa làm xong thì các chị có tin không ạ? Chị xác nhận giùm em nha, chân mày này vừa mới làm xong đúng không? Dạ, mới làm xong. Đó, trong quá trình làm có cảm thấy đau không? Dạ không, không có đau. Không có đau hả? Giờ nha, nãy giờ chưa có cho chị coi chân mày chị như thế nào. Dạ. Đang quay trực tiếp cho tất cả các chị em mình xem thôi. Giờ em cho chị coi thử nha. Coi giùm em xem chân mày của chị có hay ưng ý không? Dạ, ưng ý chị rất đẹp.
Dạ. Đó, có gì thấy không? Khách hàng tại nhà Mai Sa sau khi mà trải nghiệm xong rồi dịch vụ phun mày, chị ấy rất là ưng ý và rất là hài lòng luôn. Và tin chắc rằng khách hàng này về sẽ giới thiệu thật là nhiều khách cho Mai Sa đây. Đó, và em muốn quay trực tiếp cho các chị thấy được. Thực tế sau khi phun xong tại nhà Mai Sa, làm xong là sẽ giữ nguyên cho mình, không có bị bong chóc như thế nào các chị nha. Nếu có bong đi chăng nữa nó cũng chỉ là bong li ti thôi, như hạt cám gạo thôi. Và giữ nguyên cho mình được cái độ đẹp các chị ạ. Đó, chân mày làm xong không sưng, không đau ha, và không có bị tổn thương các chị. Đây, chân mày tại nhà Mai Sa làm xong đó, đẹp tự nhiên cho các chị em như thế này. Tại vì cơ bản là gì, trong quá trình làm Mai Sa sẽ lựa chọn cho các chị màu mực. Màu mực là màu mực chất lượng nha. Đây, em cho các chị xem đây. Ở ngoài, ở nhiều khi ở ngoài á, người ta dùng những cái màu mực đểu, màu mực giả đó, người ta không có dám phô ra cho tất cả các chị em mình cùng coi đâu. Nhưng mà ở đây Mai Sa phô ra cho tất cả các chị em mình cùng coi luôn, để mình khẳng định được, cho thấy được chất lượng mà mực Mai Sa mang lại cho mình. Nó thật sự các chị nè, ở ngoài ví dụ như các chị đi mở ra một cơ sở thẩm mỹ mà mực điểu mà mực giả, các chị có dám phô ra không ạ? Hoàn toàn không dám. Mà mực điểu mà mực giả khi mà lên màu, nó khi mà phun lên nó vẫn lên màu bình thường cho các chị. Nhưng mà nếu mà nói về sức khỏe chắc chắn sẽ không được đảm bảo như ở đây. Màu mực nhà Mai Sa là được nhập khẩu hoàn toàn chính hãng nha. Và đồng thời những cái hạt mực khi mà phun lên chân mày cho các chị á là siêu nhỏ siêu mịn, phun đâu bám đấy, không có bị dày lì hay cọ màu. Và minh chứng này, em cho các chị xem nè, em vạch ra cho các chị xem luôn cái màu mực tại nhà Mai Sa nha. Đó, Mai Sa phun rất là trong, mỏng, mịn lên cái phần lông mày của mình như thế này. Hoàn toàn không bị dày màu, không bị cộm màu, không bết màu nha. Cực kỳ tự nhiên luôn. Màu mực nếu như trong quá trình làm, em nói thiệt sự á, kỹ thuật tay nghề chuyên viên á không có chuẩn nha. Khi mà phun lên nó sẽ rất là dễ bị tình trạng dày màu, bết màu. Và đặc biệt là những khách hàng mà sẵn có sẵn cái phôm lông như thế này các chị. Đúng không ạ? Phôm lông thì có, nhưng mà phôm lông cũng là phần đuôi bị thiếu nhiều hơn nè. Nếu mà kỹ thuật đi không chính xác rất là dễ bị tình trạng dày màu, bết màu. Cho nên là em muốn đây, em muốn thứ nhất là cho các chị thấy được con màu mực tại nhà Mai Sa sử dụng cho mình như thế nào. Tay nghề nhân viên là phải giỏi nha, tay nghề phải chuẩn mới có thể làm được những tác phẩm như thế này. Rồi chị ơi, trong quá trình làm á, chị có cảm thấy đau không? Dạ không chị, tương thân không có đau, nó bình thường à. À, bình thường hả? Ban đầu tới có lo lắng điều gì không? Dạ không chị, chị đi làm bên đây là làm là đẹp thôi. Dạ, tại vì chị biết sao không, tâm lý các chị em á, khi mà phun mày các chị sợ rằng như này nè, làm xong chân mày của mình là nó sẽ bị sưng, bị tổn thương, làm xong nó bị đen, bị đậm, bị già, bị xấu. Đó là tâm lý chung các chị em, cho nên nhiều chị không dám đi làm là như thế đó. Thái Cường nhìn đẹp mà tự nhiên quá, cảm ơn Thái Cường nha. Rồi hiện tại bây giờ Tuyết Nhi ơi, Cà Mau là chưa có chi nhánh. Hiện tại bây giờ nếu mà những chi nhánh tại gần nhất á nha, mình có thể là ở Cà Mau thì có thể đến chi nhánh Cần Thơ giúp em nhé. Rồi, chân mày đẹp quá, cảm ơn Trà My nha. Nguyễn Thị Huyền nè, đẹp quá. Đó các chị ơi, hiện tại bây giờ là các chị em đang khen rất là nhiều về cặp chân mày này. Võ Yến ơi, địa chỉ ở Sài Gòn hả? Hiện tại bây giờ chị em nào đang ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì đến chị em ngay địa chỉ là 88 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận nha. Rồi đi một người thì hôm nay cũng đang có chương trình ưu đãi giống với chị khách hàng luôn. Chị, hôm nay chị đi một mình là được giảm bao nhiêu ta? Dạ 20%. Là chân mày của chị còn bao nhiêu? 720.000 đó chị. Đó, 720.000 nha, là đi một người. Nhưng mà nếu được các chị đi cho em từ 3 người trở lên đi. 3 người trở lên sẽ có chương trình ưu đãi cho các chị á, giảm 50%. Chân mày chưa có làm qua với chi phí chỉ có 450 thôi. Đó, và Mai Sa cũng khẳng định cho các chị như thế này nè. Các chị nhiều khi sợ rằng Mai Sa giảm giá như thế này thì cũng đồng nghĩa với việc là nhiều khi chất lượng nó đi xuống, chất lượng nó giảm xuống, nó không có được như mong muốn của mình. Thì đây, em cho các chị xem người thật việc thật tại nhà Mai Sa vừa làm xong với một cặp chân mày tại chi phí giảm ngay tại thời điểm hiện tại trong nhân dịp lễ 2 tháng 9 như này thì chất lượng có giảm hay không. Đó, để các chị tự đánh giá luôn chứ không cần là Mai Sa phải ví dụ như là phải cố gắng làm sao để các chị phô ra những cái của Mai Sa. Không có đâu, ở đây là Mai Sa làm sao để cho khách hàng tự nhìn thấy được tác phẩm nhà Mai Sa và bằng cách livestream trực tiếp như thế này đây. Và nếu như em nói thiệt nha, em giảm cho chị giá thành giảm xuống mà chất lượng đi xuống thì chẳng khác nào mà tự đào mồ chung mình, đúng không? Tại vì khi chất lượng đi giảm xuống, khi mà làm cho chị xong, các chị không ưng ý, các chị không hài lòng, về nhà các chị nói cho người thân, cho bạn bè thì mọi người ai mà dám tới Mai Sa làm nữa. Và cơ bản khi các chị đến Mai Sa, ví dụ chị khách hàng này sau khi làm xong ưng ý rồi, chị sẽ giới thiệu thật là nhiều khách cho Mai Sa nữa, thì chắc chắn đó là nguyên nhân mà lượng khách nhà Mai Sa mới có thể ngày một đông ngày một nông được, đúng không chị? Đó, cho nên là các chị ơi, người thật việc thật tại nhà Mai Sa, có sao Mai Sa nói vậy.
và Mai Sa quay trực tiếp cho tất cả các chị em mình cùng xem. Nhiều khi đưa những cái video lên thì các chị lại nghĩ rằng Mai Sa photoshop, đúng không các chị? Đây nè, thứ nhất là gì? Mai Sa tự tin với các chị luôn, đây là tác phẩm thật, không phải Mai Sa tô vẽ lên để rồi quay trực tiếp cho tất cả các chị em mình cùng xem. Bây giờ em lau cho các chị xem nha. Màu mực này có phải là màu mực đúng của Mai Sa, Mai Lisa phun lên cho mình hay không, hay là tô vẽ rồi sau đó là mình quay trực tiếp cho tất cả các chị em mình cùng coi. Xem giúp em nha, cái bông nó trắng tinh như thế này chị, trắng tinh không có một cái chút màu gì trên hết. Và các chị thực tế coi nè, màu mực giùm em nè, coi màu mực nè. Màu mực này là Mai Sa phun trực tiếp nha, trực tiếp trên nền da của chị khách hàng này, và chỉ lướt nhẹ trên da thôi, hoàn toàn không có cộm màu bết màu gì các chị. Ở một bên là Mai Sa vẫn đang trong quá trình làm luôn, các chị thấy không ạ? Còn bên này là Mai Sa đã làm xong rồi đó, tuy nhiên cũng chưa hoàn thiện được 100%, mới 90% thôi mà nó đã đẹp như thế này rồi. Em phun mày về ai cũng khen, cảm ơn Mai Sa, cảm ơn Bùi Thu Trang nha. Đó các chị thấy không, ở Mai Sa khi mà các chị đến thì chị có ưng ý và hài lòng thôi. Mai Sa giảm giá cho các chị nhưng đồng thời vẫn giữ nguyên về chất lượng nha, giữ nguyên về chất lượng dịch vụ chứ hoàn toàn không thay đổi. Tại vì các chị nhiều em đó là tâm lý chung, sợ rằng cái gì khuyến mãi, cái gì giảm, cái gì tặng thì đồng nghĩa với việc là chất lượng nó có thể là sẽ không bằng. Nhưng mà ở đây ở Mai Sa là tuyệt đối là không có nha. Dù khuyến mãi cho các chị, dù giảm giá cho các chị nhưng mà chất lượng thì hoàn toàn đảm bảo. Và chị, lúc nãy là trong quá trình làm chị có nhớ là các bạn các bước thực hiện cho mình cái phần chân mày như thế nào không? Dạ, bước 1 thì em vô phải coi kỹ cái chân mày nhìn thẳng biết rồi đó. Nhìn thẳng. Là đầu tiên là vẽ thiết kế cho chị trước đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi trong cái bước đó sau khi vẽ thiết kế xong có bộ phận kiểm tra cho mình không? Có dạ, ai kiểm có, tra dạ, không? Có. Rồi sau khi vẽ thiết kế xong á là tới gì ta? Làm gì? À, xong rồi ăn ý đẹp rồi mới lên làm. Ân ý đẹp rồi bắt đầu mới lên phun đúng không? Tại vì thực tế khách hàng á, thì khi đến Mai Sa tới đây thì sẵn đây em sẽ nói cho các chị biết được, đến Mai Sa một khi hoàn thành một tác phẩm phun mày từ đầu đến cuối sẽ trải qua những bước nào của nhà Mai Sa. Thì đây, chân mày tại nhà Mai Sa đầu tiên, ví dụ khi khách hàng đến Mai Sa, dĩ nhiên là có một dáng chân mày chưa có đẹp đúng không? Có thể là thiếu đầu nè, thiếu đỉnh, thiếu đuôi nè, form dáng chưa đẹp hoặc vì bất kỳ nguyên nhân nào đấy. Thì đầu tiên, Mai Sa cũng sẽ thiết kế cho các chị em. Có nghĩa là đầu tiên là định hình trước nhé. Mình định hình dáng chân mày có nghĩa là như thế nào? Trong cái phần định hình này thì những cái phần lông của các chị, những cái sợi lông nào nằm trong phông dáng để mình xác định đúng nè, và đồng thời những cái sợi lông nào nằm ngoài phông dáng mình sẽ tém tỉa nó đi. Phần định hình này sẽ giúp được giữ tối đa được sợi lông nằm trong phông dáng của chị khách hàng này đó, chứ nhiều khi các chị không định hình đúng nha đó, cạo hết sợi lông của khách hàng thì cũng không thể nào có được một cặp chân mày đẹp. Sau khi định hình xong, giám sát kiểm tra duyệt rồi sẽ tiến hành là thiết kế chân mày cho mình. Bước thiết kế này để chi ạ? Mình xác định được dáng chân mày đầu, đỉnh, đuôi. Mình xác định một cái dáng chân mày đẹp nhất cho khách hàng từ phần đầu đến phần đỉnh với phần đuôi, và đồng thời mình sẽ vung vào vị trí nào. Dáng chân mày này nó sẽ quyết định đến về cái bước thiết kế này sẽ quyết định đến chân mày của mình nó có đẹp hay không. Bước thiết kế cực kỳ quan trọng luôn. Sau khi mà thiết kế hoàn tất rồi, giám sát sẽ tiến hành là gì? Cũng sẽ kiểm tra cho mình. Ok rồi, nó hợp với tỷ lệ khuôn mặt mình, nó hợp với gò xương hốc mắt mình và giúp cho các chị ưng ý hài lòng rồi. Thì sau đó, ở Mai Sa các bạn chuyên viên á mới tiến hành bước tiếp theo, đó chính là phun, đúng không chị? Rồi, em sẽ phân tích cặn kẽ hơn chút xíu cho các chị em mình cùng nghe được các bước tại nhà Mai Sa nha. Rồi, sau khi mà lên giường nè, chuẩn bị phun cho mình nè, thì Mai Sa gì ạ? Cái quan trọng là mình đã thiết kế được cái dáng thì mình làm sao mình phải giữ được cái dáng đó bằng cách là gì? Đầu tiên đi khung trước em. Mình thiết kế như thế nào mình sẽ đi cái khung y như vậy cho em, và không để bất kỳ một cái điểm nào nó rội lên, gọi là nó bị dư ra, nó bị thiếu vào hoặc là nó bị như thế nào. Và chị, lần đầu tiên cái lúc mà lên giường á, có nhớ được cái thời điểm đó là các bạn là làm gì trên chân mày của mình không? Làm khung cho mình. Sau khi làm khung xong, giám sát có kiểm gì không, có kiểm tra không? Dạ có. Dạ rồi. Làm xong cho mình thì dĩ nhiên là các chị thấy vậy thôi, chứ mà thực tế Mai Sa có rất là nhiều bước, rất là nhiều khâu các chị. Ví dụ mà đi khung cho các chị xong cũng sẽ có bộ phận giám sát kiểm tra chất lượng cho mình để mình xác định được chính xác cái dáng chân mày đó. Cho nên là các chị đến Mai Sa thì hoàn toàn yên tâm cho em. Sau khi mà đi khung xong rồi, bắt đầu tiến hành phun, thì Mai Sa cũng sẽ lựa chọn màu mực nè. Màu mực pha phối làm sao cho nó ăn gơ với sợi lông, nó tẹp với sợi lông, nó hòa quyện với sợi lông. Và thực tế sợi lông khách hàng này màu nâu nâu nhạt nhạt một tí, Mai Sa cũng pha phối màu nâu nâu, các chị có thấy không ạ?
màu nâu nâu để anh chia cho nó đẹp với sợi lông, nó hòa quyện với sợi lông thì mới có thể tạo được một dáng chân mày nó đẹp và tự nhiên cho khách hàng nha. Ví dụ mà trong trường hợp nè, sợi lông một đằng mà cái màu mực một nẻo thì không thể nào tạo được cái dáng chân mày tự nhiên cho mình được. Và khi chị trải nghiệm xong tại nhà Mai Sa, chị cảm thấy mức giá tại nhà Mai Sa như thế nào ạ? Dạ, nói chung là mức giá thì nó cũng rẻ, thì vừa rẻ mà nó lại được. Dạ. À, riêng cái mức quá rẻ luôn, ai cũng có thể làm được đúng không các chị? Tại vì thực tế Mai Sa nha là đúng là hàng hiệu giá bình dân luôn đó chị. Hàng hiệu ở đây có nghĩa là khi các chị làm bất kỳ dịch vụ gì cũng phải đảm bảo cho chất lượng cho các chị, cũng phải giúp các chị ưng ý hài lòng, nhưng đồng thời giá cả là cực kỳ bình dân, ai cũng có thể làm được, chứ không phải là nhiều cơ sở thẩm mỹ giống như mình nghĩ rằng nha, có điều kiện mới làm được, còn có điều kiện không làm được là không phải nha. Ở Mai Sa các chị trải nghiệm thì các chị cũng biết rằng, cho nên là những lúc như thế này nè, Mai Sa, tổng giám đốc Mai Sa mong muốn tri ân cho tất cả các khách hàng để ai cũng có thể làm đẹp được các chị với những cái mức chi phí rất là bình dân luôn. Để thứ nhất là cảm ơn tất cả các chị đã luôn tin yêu và ủng hộ Mai Sa trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và nhân dịp tri ân như thế này các chị ơi, mình tranh thủ giúp em nha, tranh thủ đến Mai Sa để có được cơ hội làm đẹp cho mình và giúp cho các chị xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn. Ở đây là Mai Sa làm là phải chất lượng cho các chị. Nếu mà các chị tưởng tượng như này, với Mai Sa là thương hiệu 25 năm trong lĩnh vực thẩm mỹ, nếu như mà các chị đến trải nghiệm á, Mai Sa làm cho các chị không đẹp, không ưng ý thì chẳng khác nào mình phá vỡ đi tất cả những cái sự cố gắng của Mai Sa trong 25 năm vừa qua, đúng không các chị? Cho nên là Mai Sa không dạy gì mà để cho một nhân viên yếu kém làm cho các chị hết trơn á. Qua nhiều khâu kiểm duyệt thì không thể nào có một cặp chân mày xấu lọt qua được Mai Sa đâu. Làm cho các chị xong ưng ý và hài lòng cực kỳ. Rồi phun chân mày thì hôm nay với mức chi phí, nếu như các chị đi từ 3 người đến Mai Sa giảm cho mình còn 450.000 đồng thôi. Cho nên là các chị ơi, khuyến mãi thì khuyến mãi như thế này, chứ các chị chất lượng thì cũng hoàn toàn yên tâm cho em nha. Chất lượng khỏi cần phải bàn cãi luôn, giúp cho các chị xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Giá giảm nhưng chất lượng không giảm các chị nha. Khẳng định lại lần nữa cho các chị đó, nhìn vào tác phẩm này thì các chị sẽ đánh giá được tại nhà Mai Sa chất lượng và hiệu quả như thế nào. Hà Trần nè, xuất sắc luôn chị ơi, chị rất là nhiều người khen chân mày của mình luôn. Mà ví dụ nè, hôm nay nha, phun chân mày xong mân ý về rồi, có tính là làm thêm dịch vụ gì khác nữa không? Dạ, em mà định là em chị cái mặt em á, chị em bị nám á. Dạ. Da chị bị nám lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi chị. Em thấy là da của chị bị nám đinh đó chị. Dạ. Ha, cho nên là ở nhà mình có ai bị giống chị không? Dạ có chị. Mấy gì em cũng có mà chị cũng hết rồi chị. Ta bên Malaysia. Malaysia. Dạ. Có nghĩa là như thế này, em thấy chân mày của chị hôm nay làm xong là đẹp rồi đó. Ok rồi đó, nhưng mà còn cái da là nám còn nhiều nè. Bữa nào mà sắp xếp qua Mai Sa làm luôn cái da nha. Các bạn bè người thân làm Mai Sa da đẹp rồi thì còn mình còn chần chờ gì nữa đúng không chị? Bận quá thì thôi cố gắng sắp xếp thời gian nhé. Đó, hôm nay là em muốn quay trực tiếp cho tất cả các chị em luôn, mình cùng theo dõi được dịch vụ tại nhà Mai Sa vừa làm xong như thế nào. Bên kia là vẫn đang trong quá trình làm các chị, còn bên này là làm xong rồi nè. Cũng chưa hoàn thiện được 100% đâu, mới hơn 90% là em quay cận cảnh cho tất cả các chị em để theo dõi được á. Chân mày nhà Mai Sa sau khi mà vừa mới giúp kim xong có bị sưng không, có bị tổn thương không? Đó, rồi các chị ơi, hiện tại bây giờ là Mai Sa nãy giờ bắt cóc với khách hàng cũng khá là lâu luôn, hỏi chị rất là nhiều về những câu hỏi tại nhà Mai Sa, tại vì cũng mong muốn các chị biết được cảm nhận thực tế của khách hàng nè. Để các chị mình có những tâm lý lo lắng hay điều gì đó thì các chị không phải lo ha, khi đến Mai Sa. Và cảm ơn chị rất là nhiều về những lời tâm sự của mình nè. Rồi chúc cho tất cả các chị em đang theo dõi livestream này nha. Rồi một buổi trưa thật là vui vẻ nha. Mai Lisa xin chào và hẹn gặp lại ạ.